Vâng, em xin chào quý vị. Đây. Tôi xin mời quý vị thưởng thức chất âm của cặp loa bãi Wolf Padan. Đấy. Mã là Beta 12 bát 30 chép kèn nha quý vị. Vâng. Đấy. Loa full bát 30. Một chép kèn, một bát 30. Vâng. Quý vị vừa mới được nghe chất âm của nó rồi, thì bây giờ em sẽ quay xung quanh cho quý vị xem. Đấy. Rất đẹp nhé. Con này hàng cực đẹp. Đấy. Hàng chất đẹp luôn. Đấy. Gần như đẹp như mới luôn quý vị. Đẹp như mới luôn. Quý vị thấy chưa? Rất đẹp nhé. Nó phun bãi nha, hoa bã bãi nha. Đây. Ok. Vâng. Đây, mã của nó đây. Delta 12 nhá. Vâng. Công suất hoạt động thường xuyên là 400W và công suất hoạt động program là nhập trình của nó là 500W. Đấy. Đây. Trực kháng 8 ôm, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy nhá. Đây. Đây là con bên tay trái. Đẹp nhá. Đây, mặt là trên đấy nhá. Đấy. Đấy, đẹp, rất đẹp nhé. Vâng.
con này là hàng bã Trung Quốc nha quý vị. Đấy. Nhưng mà rất là hay, tiếng rất là hay. Đấy. Em sẽ thử một đoạn chất âm cho em nhé. Chất vàng đi. Vâng nhé. Vâng, bây giờ em sẽ test thử xem là cái đôi loa BK12H hay không nhé. Buộc pha đan BK12. Bát mà 30 chép kèn. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù nao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông giọng cười dễ thương. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre sâu khó đưa sâu. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ta đã để yêu nhau. Dòng sông nước chảy níu ríu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều lý quá câu. Sử dụng loa full để hát karaoke trong nhà hoặc là mang đi để biểu diễn show thì vui lòng liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 564 581. Vâng.